Mình chắc chắn mình phải lên tiếng rồi các bạn à, mình phải bảo vệ cho, chạy đi mở nhà hàng các bạn. Đằng kho lúc đó là không lên tiếng luôn, lúc mà bị lừa mất 1,5 triệu đô la không lên tiếng luôn, mà bây giờ lại lên tiếng, thì thật sự lúc đó là mình nghĩ là ôi ok, cái tiền 1,5 triệu đó thôi nhưng là bỏ. Các bạn nhìn thấy bộ mặt đó là biết cái thằng nào là tiểu nhân rồi các bạn. Thằng bà bú liếm lừa đảo rồi thì thôi mình không dây vào cức nữa các bạn. Thật sự mình lấy cức mình ném cho người ta thì cức nó bay vào người mình rồi các bạn. Thì mượn như mình bỏ qua, mình không nói nữa. Anh ta rất là sợ mình bóc phốt, anh ta suốt ngày cứ hăm dọa hù các kiểu, lung tung xà phèn đòi xử mình các kiểu, chợ búa lắm các bạn. Thì mình không khe. Sau bẵng một thời gian là nửa tháng, anh ta thấy mình kiểu như là không lên tiếng, nghĩa là sợ anh ta rồi. Thì bắt đầu anh ta mới dùng gọi là chiến dịch gọi là tẩy trắng, bằng cách là anh ta lên những cái nhóm group rồi anh ta nói giống như anh ta là mình là lừa đảo mất 1 triệu đô la của anh ta, rồi mình là người làm sạch đồng tiền, rồi mình ôm tiền chạy đi mở nhà hàng các bạn. Đó, anh ta lên báo, anh ta nói giống như anh ta là người bị hại. Thì các bạn biết rồi, người lời nói láo một lần thành nhiều lần nó thành sự thật. Tại nếu mình không lên tiếng, tại vì anh ta đi chơi với mình mà các bạn, nếu mình không lên tiếng thì rõ ràng hiếp hồi anh ta nói láo miết liên tục thì thành sự thật sao các bạn. Đó, đó là lý do tại sao mà mình phải lên tiếng ngày hôm nay. Thì khi mà anh ta đã lên tiếng rồi thì mình chắc chắn mình phải lên tiếng rồi các bạn ạ. Mình phải bảo vệ cho danh dự của mình. Thì anh ta nhắn tin là phát him cho Vương. Đó các bạn, nghĩa là anh ta không muốn xóa. Thì lúc đó là mình về, mình đã đánh một gậy cho kênh anh ta các bạn. Nghĩa là mình đánh một gậy, nghĩa là bình thường là mình đánh chết kênh được luôn các bạn, nhưng mà mình đánh một gậy cảnh cáo. Đó, anh ta nhắn lại là tại sao đánh kênh gậy của anh ta này nọ các kiểu các bạn. Tại vì tôi đã nói anh rất là nhiều lần là không sử dụng hình ảnh của tôi để cho mục đích quảng cáo riêng của anh này nọ, không có sự đồng ý của tôi mà anh vẫn sử dụng. Thì đánh một gậy và kêu á, và lúc đó mình yêu cầu xóa hết tất cả video trên kênh của mình, trên kênh của anh ta, để là xóa các bạn. Sau đó anh ta mới nói là tại sao mày sử dụng hình ảnh của tao trên kênh của mày mà tao sử dụng không được. Mình mới nói vậy. Xong mình đơn giản lắm bạn, mình đơn giản lắm, chạy vô bay màu hết các bạn, bay màu hết tất cả hình ảnh của anh ta trên cuộc đời mình luôn các bạn. Anh ta quay lại chắc, anh ta quay lại nhắn cho Vương chứ. Má cái thằng kho nó nghĩ nó là ai vậy, tại sao nó lại xóa những cái video đó rồi, tại những cái việc anh hiểu không các bạn, không những video đó là anh đi đâu cũng nhắc về cái đồng tiền ảo hết á, bỏ lên có lợi mẹ cho mình đâu, có lợi cho anh ta mà các bạn. Đó, mình vẫn sống, mình vẫn rất là tình nghĩa tới vậy, động mình ta lừa mình như vậy rồi, người ta lùng đủ một cách để siêu hình ảnh của mình như vậy rồi, mình vẫn giữ nguyên như vậy. Nhưng anh ta lại nói là câu là tao sử dụng hình ảnh của tao mà không cho tao sử dụng hình ảnh của mày, ok thì cho bay màu hết, quay qua chắc tại sao xóa hình ảnh của tao hết vậy, để cho cái đồng tiền ảo nó cắm mặt nó. Trời má, mình không hiểu nổi là trong đầu người ta chứa cất chứa gì trong đầu luôn, thật sự mình không hình dung được. Thà chết mà còn mình còn được gọi là tiếng thanh sạch thì các bạn nhớ đi thăm viếng mình đầy đủ người ta. Thật sự là mình gặp chúng đúng giang hồ các bạn không, thật sự là mình qua đây thì gặp đúng ngay giang hồ rồi, chơi băng đạn súng đạn rồi. Thì không biết là tiếp theo mình có video tiếp theo cho bạn coi hay không, thì mình không biết các bạn ơi, nhưng mà mình ngồi nghĩa là mình đã lấy hết can đảm ra nói cho bạn nghe rồi. Tiếp theo có thể anh ta sẽ xử mình là súng đạn nhiều mà các bạn chơi băng đảng này, thì thật sự bên này Mỹ súng đạn thì bạn bỏ tiền ra khoảng tầm 5-10 ngàn thì với tụi nó mà các bạn nó cần tiền để đi hút chích đồ các bạn thì nó sẽ làm được liền, nó làm được dễ mà. Một khẩu súng thì khoảng mấy trăm đô à, thì mình sẽ không biết là mình có sống sót để mình học xong ở tại Mỹ hay là khai trương nhà hàng hoặc là review tiếp theo cho bạn xem làm chung với Mayuko nữa hay không.